một hai ba thả. Ở đây là bong bóng. Rồi bây giờ thổi tới bàn luôn. Cứ chỗ của bong chạm có nhé. Rồi vào luôn nổ nổ. Kế đến là băng gạt, mọi người có thể mua băng gạt ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Ở đây mình có hai cái khung hình bằng giấy, cái này mà mình có thể tự mua khung hoặc là tái chế nhất là có thể tự cắt bằng giấy ha.